Hello mọi người, hiện tại là 12 giờ đêm, hai nhà mình sẽ đi chúc Tết nhà bác. Mọi người cùng xem nha. Hello, chúng mình đi Tết nhà. Xung quanh đây ngôi nhà của chúng ta. Đi nào. Tại mình cả em gái cùng đi. Vui quá. Hiện tại là hơn 12 giờ đêm nên là không có ai cả mọi người. Mọi người họ chắc là đi ăn tất nhiên cùng gia đình rồi. Ừ, đúng rồi. Đi anh em cho ra. Đi đi người ơi. Chắc là quay thấp xuống cho cô em gái luôn. Ăn đi. Hết được. 20 nhá. Rồi. 60 nhá. 70 nhá. Nó không có phải. Điểm sai chưa? 20, 70, 60, 80, 100. Mọi người ơi, vậy là mình đã thăm xong nhà bác rồi. Bây giờ chúng mọi người ơi, mình cả em gái mình cùng nhau ra chùa nha. Mọi người, bác mình phát tiền cho bọn mình. Phát tiền cho bọn mình là 5 tờ 20.000 cơ. Nhìn em gái mình rất là ngây thơ mọi người ạ. Mọi người ơi, em gái đang dắt mình đi ra chùa mọi người ạ. Mọi người đây. Hello. Ơi. Hết quá mọi người ơi. Đông tăng đông trẻ. Nhìn đèn đẹp quá mọi người. Hello Trang. Mọi người vui vẻ nha. Đi mọi người, đi đi. Chiu.
Mọi người ơi, đến chùa rất là gần rồi mọi người ạ. Trước mắt còn 200 mét nữa. Ui. Đẹp quá mọi người ơi. Hello. Mọi người ơi, vậy là đến cổng chùa rồi mọi người ơi. Cùng nhau đến chùa nha mọi người. Chào bà. Vâng. Chào chúc bà năm mới vui vẻ nha bà. Anh quay cho thử nào. Chùa rồi nha mọi người. Mọi người ơi, vậy là kết thúc rồi chuyến hành trình. Nộc ấy.